Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn một món, đó chính là món ốc hấp. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ. Bọn mình sẽ đi chợ Tự Phát nằm trên đường Hiệp Bình. Ở trên con đường này có rất nhiều các mặt hàng, về từ trái cây đến đồ ăn, thức uống, vật dụng trong gia đình. Và bây giờ thì chúng ta đã đến chỗ bán ốc rồi. Chị ơi, chị bán sao chị? Ở đây có bán rất nhiều các loại ốc, ví dụ như ốc hương, ốc nhảy, loại ốc này trắng, ốc bu vàng. Bọn mình sẽ mua một cân ốc đắng và một cân ốc nhảy giá 80.000, còn ốc đắng là 50.000 một cân. Anh chị bỏ lấy được. Ok. Ngoài hai loại ốc kia ra thì bọn mình còn mua thêm vài cái chân gà. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải ngâm ốc, rửa sạch ốc trước khi ngâm để cho nó ra hết đất và cát. Sau đó chúng ta sẽ cắt ớt vào, ngâm cùng với ốc khoảng nửa tiếng. Mục đích là để cho ốc nhả hết cát và đất ở bên trong cơ thể ra. Bước cuối cùng là bắc nồi lên hấp và các bạn sẽ cho sả, cho gừng. À quên, ốc chúng ta sẽ ăn cùng với nước mắm chấm ốc hoặc là nước chấm hải sản.